Xin chào ông bà cô chú các bạn, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình với mẹ với anh hai chị hai đi về. Đây là cái nơi mà hồi xưa mình sanh ra, cũng ở đây mấy. Đây là nhà bác Sáu, nhà này cũng hàng xóm của mình hồi đó. Nhà bác Sáu, còn ở bên đây á, là nhà của mình hồi xưa. Đây là cái vườn, vườn giờ người ta trồng cây tùm lum hết trơn. Vườn ngày xưa. Hồi lúc mà em lên chển nó là 16 tuổi mà sao mà nhớ giống như là hồi lớn lắm vậy đó anh hai. Không có quên được. 6 tuổi lúc đó cũng còn nhỏ xíu mà sao mà nó cứ nhớ hoài, nó không quên. Nhớ con gạch này không? Hồi đó bơi xuồng chụp chững ở đây nè. Hồi đó có chiếc xuồng nhỏ. Chở gạch. Giờ nhỏ quá trời luôn. Nghe bảy. 2 mua luộc đi, chợ mẹ miếng. Giờ mẹ với anh hai chị hai đi qua bên nhà của bà hai. Thưa bà hai. Năm nay bà già rồi. Năm nay mặt hết mẫu rồi. Bởi vì càng ngày càng xuống, sức khỏe càng ngày càng xuống. Ủa dây này dây tiêu hay dây trầu vậy? Dạ. Dây trầu hả? Hả bà hai ăn trầu, trồng dây trầu á hả? Ừ. Đây là dây trầu. Hồi xưa mấy người lớn tuổi hay ăn trầu với cao, bây giờ ít lắm. Nhà bà hai á, có cây me trái trắng hết trơn luôn à. Me này cũng không quá cao. Me này me chua chứ không phải me Thái. Bây giờ là mình qua bên nhà của bác Năm. Nãy bác Sáu rồi, giờ là bác Năm. Chị hai với mẹ thả xuống đi bộ luôn, chứ mình với anh hai không dám chở đâu. Cái bờ đê có chút xíu à, hai bên là ruộng. Sợ quá. Chạy
lạng quạng lọt xuống nằm với bụi lúa luôn á. Hai bên là ruộng không, nhà là nằm giữa ruộng luôn. Trên đồng lúa vàng. Ở trên nhà chả nó chị hai cắt lúa sớm đó, ở dưới đây chưa cắt nè. Đây là nhà của bác Năm. Hồi xưa nhà mình nằm mé bên đây. Nhà mình mé bên đó. Nhà bác Năm đây. Xung quanh toàn là ruộng không. Dạ mình đi đâu? Đi đây nè. Rồi em đi chứ không vậy? Đó đi lắm chứ mày. Đi đi đám vòng đây nè, gần hồ qua đó, qua cầu cái nữa. Lo quay đi hồi lọt ruộng à. Đi nhìn cầu nghe, cầu lọt của sông thiệt à. Ở cái cầu rồi. Đây còn làm ghế. Bầu sao? Rồi chứ bầu. Bầu sao nằm ở dưới ao. Anh hai nói đúng. Quá đúng luôn. Bẻ nhớ hồi đó chặt bẻ trái còng gan hột còng tối ngồi coi phim ăn. Lâu quá mình mới nhìn lại trái còng này.
Câu này là cái câu gì đây? Câu khỉ à? Này đâu phải câu khỉ. Này đâu phải câu khỉ đâu. Cậu tre lắc lẻo. Câu cây. Mẹ đi được mẹ. Có tay vịn thì vịn đi được. Đừng nha. Có tay vịn đi được. Không có tay vịn thì đi không được chứ có. Trái quá ha. Trái kìa một chùm ba trái luôn kìa. Quá chừng trái chùm luôn. Chùm không? Ủa rồi mấy cây mít bên đó đâu rồi đốt hết trơn hả Năm? Mít này mít nghệ hay mít gì anh Năm? Chắc mít nghệ. Mít này mít gì vậy Tây? Mít nghệ hay mít gì? Mít nghệ. Trời mít nghệ ngon dữ à. Đi giờ này là cũng chiều chiều rồi mà sao nắng quá trời nắng luôn. Bữa nay trời nắng quá đi giữa cánh đồng ruộng. Dạ dạ. Chào mẹ đó. Vậy là với Phượng với là hai chị em hả? Dạ. Á. Mấy chục năm rồi mới ghé đây ăn. Mấy chục năm rồi. Bộ ăn vậy tao chừng tao khỏe à. Nay gặp dịp ghé nhà Bắc Nam đám giỗ. Nhà Bắc Nam có đám giỗ. Rồi ăn bữa cơm xong mình đi về. Đi nãy giờ cũng đói bụng rồi hai. Ăn bữa cơm. Con ấy gì chưa? Ăn bữa cơm thân mặt. Ba này thì khỏi ngồi. Tao phải ngồi. Mà nó. Chảy luôn hết gà rồi. Chắc hết miếng dưa hấu mà chín. Tao phải cơm với dưa hấu à. Bây giờ mày gặp tao mày nhớ đi để mời bốn cái tao.